Tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin được tới với một câu hỏi thuộc về lĩnh vực thủy sản. Khán giả Phạm Văn Trường có số điện thoại 0967, 3 số cuối là 214 đến từ Hải Dương có hỏi. Ao nuôi rộng 2 mẫu, trong ao thì có thả cá chấm, cá rô, cá mè và cá chép được 3 tháng. Gần đây thì cá chép có hiện tượng là chết hàng loạt và mổ ra thì thấy trong ruột có cục màu trắng to bằng đầu ngón tay. Và khán giả đã té BKC cũng như là dùng men vi sinh nhưng không hiệu quả. Xin được hỏi chuyên gia nguyên nhân và cách khắc phục ạ. Xin chào khán giả, xin chào bà con. Thực sự đây là một cái bệnh ký sinh trùng đơn giản thôi. Nghe thì đơn giản nhưng mà không chữa được. Tôi đã nghiên cứu gần 5 năm nay cũng không tìm ra được. Kể cả châu Âu cũng không thể chữa được. Vì sao? Cái con ký sinh trùng này nó có lớp vỏ chitin rất là dày. Nếu thuốc ngấm vào chết thì cá cũng chết theo luôn. Đấy, giờ thì bằng biện pháp kỹ thuật thì tránh cái này thôi. Ở châu Âu mà nuôi cá chép bị bệnh này, ngừng nuôi cá 3 năm để diệt tất cả các cái bò tử. Nó sống ở trong bùn đấy. Cái hạt nó to bằng ngón tay, nó chính là cái bào nang trong chứa hàng ngàn bào tử. Và nó ở trong ruột và kể cả trong xoang. Anh mổ ra nên là các cái cá khi đã chết bắt lên anh phải chôn ủ vôi ngay để diệt không nó lây ra. Cái trùng này chúng tôi gọi là bào tử sợi Theohalenus ruite, nếu đọc đúng tên loài của nó thế. Thực sự cái này tôi nghiên cứu khoảng đến năm 2005 chưa xuất hiện ở Việt Nam. Sau rồi bắt đầu 2006, bắt đầu 2008 bắt đầu mới xuất hiện Việt Nam. Vì sao? Vì là thực sự mấy ông ngoài lắm nhập cá chép Trung Quốc về, thế là vác cái con này về. Cái này là tôi giờ này phê bình đủ các loại. Cái anh nhập cá chép Trung Quốc về là về bây giờ là không có chữa nổi. Thực sự tôi cũng đã hướng dẫn cho rất nhiều đề tài thạc sĩ viết nghiên cứu này, thôi bó tay chống côm thôi. Thì giờ thế này, anh đã cái bệnh là khó chữa thì chỉ bằng cái biện pháp là ngăn chặn lại không cho lây. Thì cái thứ nhất là anh dùng men tiêu hóa thì cái enzyme của nó có thể phá vỡ được cái vỏ này nhưng không làm cho cá chết. Đấy là gọi là enzyme. Thế và cho ăn, cũng cho ăn các cái men tiêu hóa là các cái enzyme vào nó phá vỡ, nó giảm đi cái mức độ bệnh bị nặng và không cho lây ra ngoài. Chứ còn anh thì bảo anh dùng BKC xong lại anh dùng men tiêu hóa, gãy ông đập nó ngưng. Không ai tôi hướng dẫn là đã dùng chế phẩm vi sinh lại dùng thuốc diệt chế phẩm vi sinh còn tác dụng gì nữa. Nhân cái chuyện này tôi cũng nói bà con nông dân nhé, đừng có mấy em bán thuốc rồi bán chế phẩm vệ sinh xong rồi bán thêm cái thuốc khử trùng, cái này không có tác dụng gì nào. Và tôi chỉ có là thí dụ như men vệ sinh còn rất nhiều loại, thí dụ là AM Clean, đấy là một trong những cái mà to làm con nào nó ra ngoài là cái enzyme đấy, và cho ăn cái men tiêu hóa là enzyme BFS chẳng hạn, thì nó vào nó dùng các cái enzyme của trong cái men tiêu hóa đó, trong cái quần nó phá hủy. Cái bệnh này thực sự nó là bệnh ký sinh trùng đơn giản nhưng mà không chữa nổi. Không phải tôi không chữa được mà cả Việt Nam không chữa được, cả thế giới vẫn chưa tìm ra được thuốc. Đấy, không phải là dễ. Chúc khán giả gọi là xử lý thành công chứ còn không có thuốc chữa nhá. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia.